trưởng tổng công, trưởng ban tổ chức, đốc thiền học Thanh Bản, kính bạch chư công đức và kính thưa quý vị học giả. Đáng lý ra thì hai lần trước, hai tuần trước, cái lịch tôi giảng, nhưng mà có một lần thì bị cúp điện, do nó nổ cái bình điện ở bên ngoài, thành ra không có thực hiện cái buổi giảng được. Còn lần vừa rồi, thứ năm vừa rồi, đó là do ở trong quyền kinh chánh có ban thường thiện có tổ chức cái buổi đêm trung thu cho các em nhỏ, và có các vị lãnh đạo thành phố cũng như quyền kinh chánh đến để dự. Thành ra với cái vai trò là trưởng ban thì được giáo quyền kinh chánh, chúng tôi phải đến đó để có mặt hay mà cho cái đêm hội trăng rằm trung thu. Vì vậy mà hai lần rồi chúng tôi vắng mặt không có chia sẻ với quý vị, mong quý vị quan hỷ cho. Thì cái đề tài mà tôi nói chuyện hôm nay đó, chuyên đề về tổ sư thiền, và trong đó tôi trình bày ba cái nội dung. Một là hạnh phúc ai đem đến cho mình, hoặc là tìm cái hạnh phúc ở đâu. Và cái nội dung thứ hai là tại sao hành giả tổ sư thiền lại ít hơn so với các cái bên giáo môn, bên tịnh độ và các cái môn phái pháp tu khác. Cái nội dung thứ ba là tu thiền dễ hay khó. Thì qua cái nội dung này, mong rằng là chúng tôi cũng cung cấp một số những cái về cơ bản về tổ sư thiền, để quý vị nào mà mới tìm hiểu về thiền thì chúng ta cũng có thể tiếp cận được với tổ sư thiền. Còn quý vị nào mà là hành giả lâu năm thì xem như là một cái lời khích lệ, động viên để chúng ta cùng nhau tu tập. Tại sao cái nội dung đầu tiên mà tôi gọi là ai đem hạnh phúc đến cho mình? Bởi vì cuộc sống của chúng ta, người đời hay là người tu thì cũng đi tìm cái hạnh phúc. Có phải không ạ? Đi tìm cái hạnh phúc. Và định nghĩa về cái hạnh phúc thì nó nhiều cái khía cạnh khác nhau, về cái ý nghĩa sâu rộng nó khác nhau. Và có người thì quan niệm là có nhiều tiền thì được hạnh phúc. Có nhiều người cho rằng là có sức khỏe là có hạnh phúc. Có người thì bảo rằng là có quyền lực thì nó có hạnh phúc. Nhưng mà cũng có người quan niệm cái hạnh phúc nó đơn giản là sống bình an, biết đủ, hay là sống quây quần với những người thân, đó là hạnh phúc. Có những người thân yêu sống trong một cái gia đình biết yêu thương đùm bọc nhau thì đó là hạnh phúc. Nhưng mà những cái hạnh phúc đó thì bất quá nó cũng chỉ cho chúng ta một cái cảm nhận cái hạnh phúc trong tương đối nào đó thôi. Bởi vì cái người giàu có đôi khi bệnh mà có tiền dư đó mà chữa đau khổ. Có người thì cũng có tiền nhưng mà không có cái tình, không có cái duyên phận về tình duyên, nó không trọn vẹn thì cũng đau khổ. Mà dù có tất cả những thứ đó đi, tất cả tiền bạc, danh lợi, tình cảm vân vân có đủ đi, nhưng mà con người không ra khỏi sanh lão bệnh tử thì cũng chưa phải gọi là hạnh phúc trọn vẹn.
cái hạnh phúc đó nó chỉ là tạm bợ thôi. Cho nên chính vì vậy đó mà ngày xưa Đức Phật của chúng ta là một vị cư tử ở trong hoàng cung sống nhung lụa, sống đầy đủ và có quyền lực, nhưng mà ngài từ trước tất cả những cái đó để ngài đi tìm một cái hạnh phúc chân thật. Bởi vì ngài biết rằng những cái mà ngài có đó cũng là hạnh phúc, nhưng lại là cứ hạnh phúc tạm bợ mà thôi. Cho nên vì vậy mà Đức Phật của chúng ta từ bỏ tất cả quyền lực, cung điện vàng son, nhung lụa, vợ đẹp con ngoan, để rồi đi vào rừng một mình tu tập, để đi tìm một cái hạnh phúc nào khác. Và cái hạnh phúc mà ngài đi tìm đó là phải là một cái hạnh phúc tối thượng, cái hạnh phúc tuyệt đối. Còn sanh già bệnh chết thì không ai hạnh phúc hết. Cho nên vì vậy với cái mong cầu, với cái ước vọng mà ngài đã rời bỏ quyền lực, rời bỏ cung vàng điện ngọc để vào rừng sâu và tu tập, và không uổng phí một cái sự từ bỏ vĩ đại đó, và sau này ngài đã thành Phật, chứng thành vô thượng chánh đẳng chánh giác. Như vậy cái hạnh phúc mà ngài đã tìm được nó nằm ở đâu? Đó là một dấu hỏi lớn đối với tất cả chúng ta. Sau khi ngài chứng đạo vô thượng bồ đề, cái bài pháp đầu tiên mà ngài thuyết cho năm anh em Kiều Trần Như cũng như là 40 56 người, 54 người anh em gia sáng, đó là bài pháp tứ đế. Mà trong bài pháp tứ đế đó ngài nêu lên cái khổ, cái chân lý thứ nhất đó là khổ. Như vậy thì khổ nó đối lập với cái hạnh phúc, và chính vì con người sống nó mới đau khổ cho nên nó đi tìm hạnh phúc. Và những cái đau khổ ngài nêu ra đó, sanh già bệnh chết là một cái khổ rất là căn bản. Dù cho ai có đầy đủ những cái phước báo, đầy đủ những cái vinh quang phú quý trong cuộc đời này, nhưng mà cũng không thể nào qua khỏi cái sanh già bệnh chết. Và thưa quý vị, cuộc đời này nó ngắn ngủi lắm, rất là ngắn ngủi. Chúng ta thấy rằng mấy mươi năm trong một kiếp người thoáng qua, chúng ta thấy nó như là một kiếp chim bao, rất ngắn. Cho nên vì vậy đó, người ta lại mong cầu đi tìm những cái hạnh phúc tối thượng nào mà ngày xưa Đức Phật đã tìm được. Và suốt cả cuộc đời của Đức Phật, sau khi thành đạo vô thượng bồ đề rồi thì ngài dạy các vị đệ tử của mình về tu thiền định, và chính cái thiền định đó nó mới đem đến cái hạnh phúc tối thượng. Có lần tôi chia sẻ với quý vị, có một vị tỳ kheo ngồi rừng có một mình thôi, nghe ngài thốt lên: "Ôi hạnh phúc quá, ôi hạnh phúc quá!" Rồi các vị bạn, người bạn đồng tu tưởng đâu là ngài vọng tưởng về những cái ngày còn vinh quang phú quý. Tại vì hồi xưa cái vị này là làm quan, mà làm quan đó thì có đầy đủ vật chất và quyền lực, có đầy đủ những cái người đẹp xung quanh, cho nên có lẽ là vọng tưởng về cái những ngày xa xưa vàng son đó mà ngày tốt lên hai tiếng hạnh phúc, cho nên đi mất chư Phật.
Thì Đức Phật nghe như vậy mời vị tỳ kheo này đến hỏi tại sao nói như vậy. Thì ông mới nói rằng ngày xưa con là quan trấn tổng trấn, con có đầy đủ những cái thú vui, đầy đủ những cái đi đâu cũng có người hầu giá hạ và cũng có người bảo vệ hết. Nhưng mà con chưa bao giờ thấy bình an hạnh phúc. Mà khi con gặp được Pháp của Thế Tôn thì tự nhiên con thấy được sự bình an, mặc dù con ngồi giữa rừng sâu như thế này nhưng con vẫn thấy rất là bình an, rất là hạnh phúc. Như vậy kể câu chuyện đó để cho chúng ta thấy rằng tìm cái hạnh phúc là tìm nơi chính mình chứ không phải là bên ngoài. Và con đường trở về nội tâm để khám phá ra cái bản lai diện mục của chính mình thì đó mới chân thật hạnh phúc. Còn chúng ta sống với cái thân này, thân giả tạm này và chấp cho cái thân này là thật là của mình thì dù cho nó hưởng phú quý vinh quang đi nữa thì đến một lúc nào nó cũng phải già, cũng bệnh, cũng chết và không thể nào có hạnh phúc được. À, cho nên vì vậy đó, cái phương pháp thứ nhất trong Đức Phật dạy đó là tu tập để làm sao mình rời khỏi chấp ngã này. Và thiền định là một cái phương pháp để rời khỏi cái tâm chấp ngã. Trước hết là mình phải biết cái thân này vốn có thật. Thân này là thân vay mượn, vay mượn của tinh cha quý mẹ và tất cả những cái vật chất thức ăn từ bên ngoài nó bồi đắp vào để nó trưởng thành, nó lớn lên rồi nó già và đến một ngày nào nó phải chết. Đó là cái quy luật của cái thân này. Nhưng mà con người ta không chấp nhận nó như vậy, vay được mà trả không được, muốn vay mà không muốn trả, cho nên vì vậy mới là khổ. Chúng ta nhớ rằng Đức Phật cũng mang cái thân này, nhưng mà sau khi Ngài thành đạo vô thượng Bồ Đề rồi Ngài vẫn mượn cái thân này cho đến 80 tuổi Ngài mới rời bỏ cái thân này, chứ chưa bao giờ Đức Phật than lên cái khổ. Đức Phật chúng ta không có khổ là bởi vì Đức Phật sống bằng cái Phật tri kiến, hay là bản lai diện mục, hay là Phật tánh của chính mình. Cho nên cái thân này vay thì phải trả, đó là cái lẽ đương nhiên, cho nên Phật mới có khổ. À, vì vậy cái câu hỏi ai đem đến hạnh phúc cho mình thì thưa quý vị, không ai đem đến hạnh phúc cho mình hết. Không phải một nửa của mình đem hạnh phúc đến cho mình. Ngày xưa vua Quan Tư Nặc và hoàng hậu Malika cũng bất đồng quan điểm về cái việc này. Vua Quan Tư Nặc nói rằng chưa có đồng ý lắm về cái câu nói của Đức Phật là yêu là khổ. Bởi vì nếu mà yêu mà không được đáp lại mới là khổ, chứ còn hãy mà được đáp lại thì làm sao khổ. Thì bà hoàng hậu Malika nói rằng nếu như bây giờ mà thần Thích Trẫm thương thần Thiếp, nhưng mà thần Thiếp lại đi thương một người khác thì bệ hạ sẽ cư xử như thế nào? Nói thì Trẫm sẽ trừng trị ái khanh. Thì lúc đó hoàng hậu Malika mới kết luận như vậy, bệ hạ nói thương thần Thiếp nhưng thật sự bệ hạ thương chính bản thân của bệ hạ, là bởi vì nếu bệ hạ không sở hữu được thần Thiếp thì bệ hạ sẽ nổi giận lên và sẽ, đó là cái dấu hiệu của sự khổ đau. Mà giả sử bây giờ thần Thiếp còn đẹp nhưng mà bỗng ngày mai này thần Thiếp không còn đẹp nữa
thì bệ hạ cũng sẽ khổ đau. Như vậy yêu thương và chấp thủ đó là niềm đau nỗi khổ chứ không phải là hạnh phúc, mà hạnh phúc là có người quay trở về với chính mình, sống với chân thật chân tâm Phật tánh của mình ấy, thì đó mới là cái hạnh phúc. Cho nên cái người mà biết tu thiền là cái người biết đi tìm con đường hạnh phúc, đi đúng hướng. Chứ những cái hạnh phúc ở thế gian này là cái hạnh phúc tạm bợ và mong manh. Đó là cái vấn đề thứ nhất mà chúng tôi đặt ra. Vấn đề thứ hai là tại sao cái số hành giả tu tổ sư thiền mỗi ít hơn các vị hành giả khác, các cái pháp môn khác? Thưa quý vị, ở cuộc đời này chúng ta thấy rằng nếu như mà cái gì mà nó đáp ứng với cái sự hiếu kỳ của con người thì con người theo rất là đông. Tôi ví dụ như là những cái nơi mà người ta tổ chức ca nhạc, đại nhạc hội, những cái nơi vui chơi thì người ta đến rất là đông. À, bây giờ nếu như có một cái đạo tràng tổ chức tu học thì cái số lượng mà cái người mà đi tu học với cái người mà những cái nơi mà người ta tổ chức vui chơi thì cái nơi nào đông hơn? Còn lên trên YouTube chúng ta thấy nếu như có một cái thông tin nào mà nó có stan chút hay là nó có một cái giật gân nào đó thì người ta theo nhiều hơn. Nhưng mà vào những cái trang mà nói về Phật pháp thì số lượng sẽ ít. Đó là cái sự hiếu kỳ, cái bản năng của con người và nó đáp ứng những cái bản năng của con người thì người ta theo nhiều hơn. Đó là cái điều tất nhiên vậy. Và nếu như tổ chức những cái khóa tu như là tịnh độ hay là các cái khóa tu khác, người ta có những cái hình thức này hình thức khác người ta theo học. Trước chúng tôi đi qua bên Mỹ thấy cái đạo tràng bên chùa Từ Thân rất ít người, rất ít. So ra ở Việt Nam với chúng ta các thiền đường còn đông hơn nhiều, còn bên đó ít lắm. Bởi vì cái số lượng Việt kiều đã ít rồi. Nhưng mà đến mà nghe pháp, nghe tu thiền đó, giảng về thiền thì lại càng ít hơn. Càng ít hơn. Tại sao vậy? Tại vì thưa quý vị, thứ nhất là người ta có một cái định kiến rằng tu thiền thì rất khó. Tu thiền khó lắm. Cái thứ hai nữa là cái cách trình bày của quý thầy ở bên thiền tông nghe không hiểu gì hết, nghe không hiểu thì người ta không có tìm hiểu nữa, chứ không phải như người xưa. Người xưa không hiểu thì phải làm mọi cách để hiểu, còn hôm nay khi mà không hiểu là người ta quay lưng. Mà tại sao khó hiểu? Chúng ta nên nhớ rằng khi Đức Phật thành đạo đó thì từ ngoại đạo cho đến các vị ở trong hoàng cung, vương tôn, công tử, xuất gia rất đông, cư sĩ theo rất nhiều. Và Đức Phật thuyết pháp người ta tu chứng cũng rất nhiều. Nhưng mà đến khi mà Đức Phật lớn tuổi rồi ở trong hội Linh Sơn, Đức Phật đưa cành hoa sen lên trong hội chúng rất đông, mà chỉ có một mình Ngài Mahakasipa chúng chiếm điện từ. Quý vị thấy mà cái thời đó là người ta đã theo Đức Phật đã là hàng ngàn hàng vạn người rồi. Đấy, nhưng mà trong cái hội Liên Sơn Đức Phật đưa cành hoa sen lên chỉ có một mình Ngài Ma Thế Kiếp là ngộ được cái tâm chỉ mà Đức Phật đưa cành hoa sen.
một được cái yếu chỉ đó. Cái yếu chỉ đó thì Đức Phật được Đức Phật phó thác cho ngài Ma Ca Diếp: ta có chánh pháp nhãn tạng, niết bàn diệu tâm, thật tướng vô tướng vi diệu pháp môn, bất lập không từ, bất lập không tự, giáo ngoại biệt quyền, trực chỉ chân tâm kiến tánh thành Phật. Chỉ có ngài Ma Ca Diếp thôi. Cho nên chúng ta biết rằng thiền tông này rất là khó, không phải là dễ. Khó là bởi vì thứ nhất, đây là một cái pháp trực tiếp tâm truyền tâm, nó không qua cái lời nói, không qua văn tự, không qua sự diễn đạt, không qua sự nhận thức. Nó đòi hỏi cái người đó, cái tâm họ phải khế hợp, nó phải có một sự tương ứng với cái tâm của Đức Phật, thì Đức Phật mới có thể là truyền một cách trực tiếp tâm truyền tâm. Cho nên vì vậy chúng ta mới thấy rằng rất là khó. Chúng ta biết rằng tam tạng giáo điển của Đức Phật chồng lên cả 100 cái này, và bây giờ đựng ở trong tủ, cả một cái tủ đựng đó, là cả một cuộc đời của Đức Phật nói ra cho đại chúng vừa nghe và vừa tu tập. Như vậy các vị đó nghe và tu tập có nghĩa là ta gọi là thanh văn đó, nghe Đức Phật giải giải bài và tu tập theo cái giáo lý của Đức Phật. Thì như vậy thì tu từ cái bậc thấp đến cao, chứng từ bậc như vậy. Mà thời của Đức Phật đó, chứng từ bậc rất nhanh, nhưng mà về sau này khi không còn Phật tại thế nữa mà tu theo những cái lời dạy như vậy, từng bậc như vậy, thì là theo bên Phật giáo Nguyên Thủy là phải trải qua ba a tỳ kiếp mới chứng thành Phật đạo. Trong khi đó thì Đức Phật truyền tâm là ngài Ma Ha Diếp trực tiếp nhận được yếu chỉ, là gọi là chánh pháp nhãn tạng. Chánh có nghĩa là chính thống, nhãn tạng đây có nghĩa là cái pháp nhãn mà từ cái tự tánh nhận ra, chứ không phải là qua cái sự suy nghĩ, cái sự nhận biết. Tạng là cái kho tàng chánh pháp. À, đây là cái cốt lõi của Phật giáo. Mà cái chỗ này là cái chỗ từ Đức Phật truyền một cách trực tiếp qua ngài Ma Ha Ca Diếp. Cho nên cái chuyện đó là người ta nếu như lấy cái tâm suy nghĩ để mà nhận thức, để mà tìm hiểu thì không có thể nào hiểu được, do đó là rất khó. Nhưng mà cái người học Phật ngày nay đó là phải hiểu rồi mới chịu nhận thức, mới mới chấp nhận, mới tin và mới tu. Cho nên vì vậy cái thiền này là nó khó vô cùng, không phải dễ, khó. Mà chúng ta nhớ lại cái câu chuyện mà ba cha con của Bạc Long Quận thì nói là khó, 10 tạ dầu mè trên cây cuốc, tức là nói là ba cái khó, 10 tạ dầu mè trên cây mà cuốc như thế này mà nó trơn như thế đó, giống như là ta không có cái chỗ để mà bám víu vào được, muốn leo lên thì không có thể nào leo lên được, bám vào được. Thiền này nó không có chỗ để chúng ta hiểu, cho nên vô cùng khó. Nhưng mà bà vợ của ông Bạc Long Quận thì nói dễ dễ dễ, nói ba
trên đầu trăm cỏ ý tổ sư, tức là cỏ thì nó mọc ở đâu là không có, bạn bạc trên đầu trăm cỏ ý của tổ sư nằm ở trên đó, đâu có gì đâu mà có, nó có đụng chỗ nào cũng là ý của tổ sư. Cái điều này ở trong một vị thiền sư Việt Nam cũng nói thanh thanh túy trúc ổng thị chơn như quốc quốc bình hoa vô phi bát nhã, có nghĩa là sanh sanh trúc biến đều là chơn như, mà mơn mở hoa vàng thì đó là bát nhã. Như vậy trúc biến hoa vàng ở đâu là không có, và như vậy thì chân như bát nhã nó hiện trước mắt mình ở chung quanh mình chứ đâu phải ở đâu khác, nó ở đâu đâu mà tìm. Như vậy thì hai vị này đối với nhau nó thành hai cái câu đối lập với nhau, một người thì nó khó, một người thì nó dễ. Nhưng mà cái người con, tức là cô Linh Chiếu, cô nói một cách khác nữa, cô nói chẳng phải khó, chẳng phải dễ, đói thì ăn, mệt thì ngủ. Chẳng phải khó, chẳng phải dễ, đói thì ăn, mệt thì ngủ. Để một vị thì nói rằng cái chỗ đó là cái chỗ mà chân như Phật tánh, chỗ chân thật đó là không thể nào mà chạm tới được. Và có nhiều vị cũng nói là nó giống như là cái lửa, mà cái lửa rơm mà nếu mà con đốm đốm bay vào thì là con đốm bị chết cháy. Cái điều đó ví như là cái tâm của chúng ta như là cái con đốm đốm vậy đó, mà chúng ta muốn biết được bát nhã thì không thể nào biết được. Cũng có một cách nói khác là nếu mà mình muốn biết được cái trí bát nhã thì giống như là lấy lửa đốt đốt mà muốn đốt núi Fuji vậy đó, không thể nào làm được. Và như vậy thì ý của các vị cho rằng cái chỗ đó nếu như mình sử dụng ý thức này để mà mình hiểu được cái chân lý nhiệm màu đó thì không thể nào hiểu được. Bây giờ quý vị có suy nghĩ cho đến bạc đầu đi nữa, thế nào suy nghĩ tới được. Mà trong kinh Pháp Hoa, Đức Phật có nói với Ngài Xá Lợi Phất đó, dù cho cả thế gian này như Xá Lợi Phất thì không thể nào hiểu được cái đại ý của Như Lai nói, không thể nào hiểu được cái tri kiến Phật của Như Lai. Nhưng mà khi chúng ta đã ngộ rồi thì tất cả các pháp đều là Phật pháp, tất cả chung quanh của chúng ta đều là Phật pháp, không có gì ngoài Phật pháp hết, không có cái gì là ngoài Phật pháp hết. Cho nên nói là sanh sanh trúc biến, tất cả đều là chân như mơn mở hoa vàng, thảy đều là bát nhã. Đi đâu nó cũng đụng chân tâm Phật tánh của mình, cũng là bát nhã chân tâm, không có chỗ nào cả. Nhưng mà với điều kiện là chúng ta phải ngộ đi đã. Chúng ta phải ngộ được cái chân tâm Phật tánh rồi thì chân tâm Phật tánh ở đâu cũng có, làm cái gì cũng bằng chân tâm Phật tánh, nói ra một lời cũng xuất phát từ chân tâm Phật tánh. Còn hôm nay chúng ta muốn nói về điều gì, chúng ta phải suy nghĩ rồi mới nói. Nói có khi trúng có khi sai, còn nói bằng cái lý bát nhã và chân tâm Phật tánh thì không có sai, không có sai. Cho nên có một vị thiền sư gọi là xuyên thiền sư, cái vị này tu ở trên núi thì vua Lê Thánh Tông mới lên thăm Lý Thánh Tông và hỏi ngài vậy chứ hòa thượng ở đây bao lâu rồi,
thì ngài mới nói rằng là đảm kim kim chi nhật nguyệt tùy ức tụ xuân thu, tức là sống ngày nay thì biết ngày nay, còn xuân thu các ai ai làm gì. Tôi không có biết tới những ngày khác khác mà chỉ có biết cái ngày giờ này thôi, hiện bây giờ đang làm gì chỉ biết cái giờ đó thôi. Đảm tri kim nhật nguyệt tùy bất cụ xuân thu, rồi hỏi vậy chứ hàng ngày ngày làm cái gì. Tại vì hỏi tại ngài nói vậy, thực ra phải hỏi lại vậy hàng ngày ngày làm cái gì, thì ngài nói là túy trúc quỳnh hoa phi ngoại cảnh, tức là trúc viếng hoa vàng là không phải là cái cảnh bên ngoài. Bạch bạch vân minh nguyệt điện hoàng dân, tức là bạch vân là mây trắng, minh nguyệt là trắng sáng, tất cả đều hiện ra toàn chân, không có việc nào khác. Tức là cái người mà hãy đã ngộ được rồi, đã ngộ được chân pháp Phật tánh rồi, họ rất là an lạc, rất là thảnh thơi, rất là hạnh phúc, là bởi vì họ không có âu lo, không có những chuyện toan tính ở trong đầu nữa, mà tùy duyên nhậm dẫn, hàng ngày vẫn ăn cơm, vẫn mặc áo, vẫn làm tất cả những cái công việc hàng ngày, nhưng mà tâm không bao giờ cuốn mắt. Mình nhớ là tâm không bao giờ cuốn mắt. Cho nên là có nhiều người, có người hỏi ngày Triệu Châu, thì ngày Triệu Châu nói là tôi hàng ngày tôi mặc áo nhưng mà chưa từng chạm tới một sợi vải, chưa từng chạm một sợi chỉ. Ai mặc áo mà không chạm sợi chỉ không? Từng ăn cơm mà chưa từng răng, chưa từng chạm một hạt cơm, còn đi trên đất mà chưa từng chân, chưa từng chạm mặt đất. Nói như vậy mình nghe mình không hiểu gì hết, nhưng mà thật sự các vị thiền sư là tâm không dính mắc một chút gì hết, cho nên mới là an nhiên tự tại. Mà ngay cả cái thân này các ngài cũng không có dính mắc, cho nên vì vậy khi mà bỏ bó tập này thì ngài ra đi rất là an nhàn, rất là nhẹ nhàng tự tại. Và cái việc này nhiều vị thiền sư đã chứng minh cái việc đó, Lục Tổ Huệ Năng cũng đã chứng minh cái điều đó khi mà ngài thiền tịch. Bao nhiêu người khóc lóc chỉ có ngài mà chút kiểu gì đâu quên rồi, thành hội là vẫn an nhiên, không có một chút cảm xúc nào hết. Thì tổ mới khen các ông tu tập bao lâu rồi mà không bằng một cái chút tiểu, tại vì thành hội còn trẻ. Thành hội đây là một người tu rất là an nhiên tự tại. Trước bây giờ ta ra đi mà thần hội không tỏ ra một chút nào xúc động hết. Đó mới là cái người tu thiền. Cái người đạt thiền là ta đạt đến cái trình độ như này, an nhiên tự tại như này. Mà nếu như vậy thì làm sao có khổ? Không có ái biệt ly khổ. Ái biệt ly có nghĩa là xa rời những người mình thân yêu là khổ. Ngay cả khi thầy mình mất thì cái thần hội cũng không có một chút buồn. Như vậy đó là cái người giải thoát. Giải thoát là như vậy. Như vậy thì đối với những cái người mà tu tập được như vậy đó thì là không có cái gì là khó hết, không có gì khó mà cũng có gì dễ, không có khó không dễ. Đói thì ăn, mệt thì ngủ. Cho nên ba người trình bày ba cái góc nhìn khác nhau, nhưng mà thật sự ba vị này đều là những người kiến tánh, những người ngộ đạo hết rồi, nhưng mà mỗi người trình bày một cái góc nhìn để cho mọi người nhìn vào và thấy được tất cả những cái góc nhìn của thế gian, người chưa chứng đạo
người đã biết đọc. Đó là cái sự sống, cái sức sống của nhà thiền là như vậy. Cho nên khi mà Phật tử chúng ta làm quen được cái nếp sống thiền là chúng ta thấy mình đã có được một phần nửa hạnh phúc bên trong đó. Cái hạnh phúc là chúng ta không có lo gì nhiều hết, chỉ có việc là làm công việc thì cứ làm công việc, ăn thì cứ ăn, rồi ngủ thì cứ ngủ, đến giờ tu thì cứ lên tu. Cho nên chúng ta không có những cái lụy phiền như người thế gian, và chúng ta không có thị phi. Ai làm gì làm, ai nói gì nói, mình vẫn cứ chăm chú vào con ngoài đầu, tóc ngoài đầu thôi, không có thị không có phi. Anh nói gì cũng được, anh hơn thua gì cũng được. Còn tôi chỉ cái việc của tôi là tôi chưa sáng cái việc của mình thì tôi phải chăm chú để mà tham cứu chừng nào mà tôi tỏa ngộ được mới thôi. Cho nên tu tập mà nếu được như Ngài Lai Quả Thiền Sư đó thì chắc chắn sẽ kiến tánh ngộ đạo. Ngài thì Lai Quả Thiền Sư khi mà gặp được cái pháp của sự thiền này, Ngài tu có 2 năm Ngài kiến tánh, là bởi vì cái tâm của Ngài nó chuyên nhất. Ngài vô chùa và Ngài chưa từng nhìn lên để thấy Phật ra làm sao, từng lên chánh điện lễ Phật mà chưa bao giờ nhìn có ông Phật ra làm sao. Ta hỏi ông Phật trên chánh điện như thế nào, không biết ông Phật như thế nào, là tại vì cái vị Ngài Lai Quả Thiền Sư lúc nào cũng chăm chăm vào trong tâm của mình, tham hỏi có phải đâu. Chính vì vậy mà bên tất cả những cái việc bên ngoài quên hết, phải tu như vậy thì mới là mau chứng đạo. Và người ta mới nói rằng tại như vậy các cái pháp khác đó, tu thì còn có được cái này, được cái kia, được cái nọ. Pháp tịnh độ thì còn có hy vọng được vãng sanh tịnh độ. Còn cái pháp khác, pháp thiền khác thì người ta có chứng cái này, chứng cái nọ, còn cái này tham có biết cái gì hết. Chỉ có một con quạ đầu khởi lên, không hiểu không biết gì cả thì được cái gì đấy. Cho nên chúng ta từ vô thủy cho đến bây giờ chúng ta khổ đau thì không được, chúng ta sanh lên lộn xuống không biết bao nhiêu lần ở trên thế gian này là chữ chữ được rồi thôi. Được có nghĩa là tắt đó, cái ngán là tắt. Cho nên vì vậy đó, cái người tu thiền trước hết là phải lấy cái vô sở đắc làm đầu, không cho mình được cái gì hết, không cho mình cầu mong một cái gì hết. Hay có cái được thì có cái sự cầu mong. Mà có cái sự cầu mong đó là có cái ngã, mà hãy có ngã là có luân hồi sanh tử và khổ đau, chỉ vậy thôi. Mà tu tập mà không cần có một cái đắc nào hết, không cần được cho mình cái gì hết, thì đối với cái người mà luôn luôn có cái tâm tham cầu, mong cầu được cái này cái khác, thì họ không có cảm thấy ưa thích trong cái pháp này, không có thấy ưa thích. Tu là phải có được, còn không có được cái gì hết thì tu chí. Nhưng mà thưa quý vị, có một cái câu là Phật bất ly tâm, động tĩnh tùy duyên, tiêu tụ nghiệp. Phật chẳng có lìa tâm, nhưng mà động tĩnh qua ngày tháng năm như vậy đó, cứ tham một câu coi đầu khởi lên cái tình không hiểu không biết gì hết, nhưng mà cái nghiệp cũ mình nó tiêu dần phải nào này. Hồi xưa mình sân hận thì mình muốn làm sao cho nó thỏa cái cơn giận tức của mình, còn không thì mình rất là đau khổ. Nhưng mà bây giờ thưa quý vị, mình cứ mình giọng một cái câu khỏi đầu mình tham tới hoài thì ai nói gì nói, không biết giận ai là cái gì, không biết buồn ai là cái gì. Cái việc mình giải quyết chưa xong mà mình còn bận tâm đến những cái việc khác làm gì.
Cho nên vì vậy đó mà cứ mỗi ngày cứ tu tập như vậy, nhưng mà tiêu dần cái nghiệp cũ của mình hồi nào không hay. Nó ngăn ngừa được cái nghiệp mới và đồng thời nó tiêu mòn cái nghiệp cũ. Mà mình không hay biết gì hết. Tại vì nó không có cái được, không có cái đắc. Nhưng mà nhờ nó có cái là không có cái đắc đó mà nó tiêu dần cái nghiệp cũ. Cái công dụng của cái pháp thiền đó là như vậy. Như vậy thì thưa quý vị, cái phần thứ ba mà tôi đặt ra đó là tu thiền dễ hay khó? Như vậy thì hồi nãy là ba cái câu mà của ngày của ba cha con của bạn nó cũng đưa ra, người thì nói khó, người nói dễ, người nói chặt hay khó, chẳng phải dễ. Như vậy thì tôi nói cái khó trước nha. Nếu như bây giờ mà bảo một cái người mà họa sĩ đi cấy đi cày thì dễ hay khó? Đối với họ dễ hay khó? Rất là khó. Một bác sĩ mà bắt đi đòi cưa cây cưa gỗ, họ khó hay dễ? Rất là khó. Bây giờ bảo một cái người mà làm gỗ mà đi khám bệnh cho bệnh nhân, dễ hay khó? Rất là khó. Không có đúng với cái sở trường với người ta là khó. Còn cái người tu cũng vậy, người tu của mình cũng vậy. Thưa quý vị, nó không phải khó mà cũng không phải dễ. Tôi thì trước tôi có kể cho quý vị nghe một cái chuyện là có cái ông đó, ông bệnh tâm thần. Mỗi ngày là ông đi nhặt rác ở ngoài đường, xong rồi ông đem về ông chất đầy phòng của ông. Người nhà thì sợ rằng là nếu mà làm như vậy đó thì sợ cháy nhà đi, sinh ra hỏa hoạn mà mất vệ sinh. Cho nên đó là cứ lén lén ông đi rồi thì cứ đem xúc ra đổ chỗ khác. Mà ông về ông thấy mất rồi là ông bắt đầu tự nự lên, chửi bới lên. Và ngày hôm sau ông lại đi tìm những cái món đồ rác rưởi đó mang về để đầy nhà. Đối với cái người mà bình thường không có bệnh đó, thì cái việc mà đem rác về nhà là một việc không cần thiết và cần phải bỏ đi. Nhưng mà đối với ông là cái chuyện mà bỏ cái đó là rất là khó. Đó là cái người tâm thành. Còn chúng ta thưa quý vị, chúng ta vướng vào đường danh nẻo lợi, mà bây giờ biểu bỏ chuyện đó rất là khó, rất khó. Nhưng mà đối với Đức Phật của chúng ta, cái chuyện đó không khó. Chuyện buông đó để đi xuất gia đó là cái chuyện rất dễ. Rồi đến cái việc tu, như là trong Hội Linh Sơn thì khi Đức Phật đưa cành hoa sen lên, tất cả ngẩn ngơ không ai biết cái ý của Đức Phật muốn nói cái gì. Đối với những người đó rất là khó. Nhưng mà đối với ngài Ma Ha Diếp có khó không? Khi mà ngài nhận ra được cái yếu chỉ đó thì đâu có còn là khó nữa. Như vậy cái khó cái dễ này nó còn tùy theo mỗi người, tùy theo mỗi người. Hồi trước tôi thì tu thiền cách nay cũng rất lâu rồi, mấy mươi năm rồi. Nhưng mà đệ tử của tôi đó thì tôi ít có khi nào chỉ họ tu thiền, bởi nhiều khi tôi cho rằng cái chuyện này nó rất khó, khó hiểu, khó tin. Cho nên tôi không khuyên, tôi không nói. Nhưng mà thời gian tự nhiên có một số các Phật tử của tôi họ tu thiền, rồi họ cũng đi chỗ này chỗ kia, họ nghe xong rồi họ về nói sư phụ ơi, bây giờ con từ lâu rồi con tu thiền nhưng mà con không có được thầy hướng dẫn gì hết đó. Rồi bây giờ thầy về đây thì mở cái khóa thiền cho con. Con về đây con tu tập. Lúc đó tôi mới biết họ đã tu thiền. Và tôi nghĩ rằng cái chuyện rất khó, tôi không chia sẻ cho ai được. Nhưng mà lại chính những cái người này hồi xưa tôi không có chia sẻ, không nói cho họ, nhưng mà đối với họ bây giờ họ tu được. Và với việc cái duyên của người ta, cho nên cái chuyện đó nó cũng rất khó nói. Và hãy cái duyên với ai thì cái người đó họ tu thì thấy dễ. Nhưng mà không hợp duyên thì nó khó. Không hợp duyên với họ thì khó. Chứ không phải là người học ít hay là học nhiều
mà học càng nhiều đôi khi lại càng khó tin hơn nữa. Hay cho nên ngày cho nên chứng đầu ca ngày quỳ giác ngày mới nói là nhất thiết liễu thượng trung hạ đa khắc đa bất tính đa văn đa bất tính, thượng sĩ nhất quyết nhất thiết liễu, trung hạ đa văn đa bất tính. Cái người mà bậc thượng đó, họ chỉ cần họ nghe một câu thôi là họ có chỗ vào, giống như Lục Tổ Huệ Năng không có biết chữ nào hết, nhưng mà khi nghe người ta tụng kinh Kim Cang là ngài tự nhiên có cái gì trong này thỏa ngộ ở trong tâm, để rồi được người ta chỉ đi vào trong cái hội của ngài Quỳnh Mai, của Tổ Quỳnh Mai, và vào trong đó không bao lâu thì ngài được ngộ. Nghe Tổ giảng kinh Kim Cang đến con ưng vô sở trụ di sanh kỳ tâm, ngài quát nhiên đại ngộ. Đại ngộ của ngài không phải là hiểu, mà là ngộ về cái chân tâm của mình, cho nên ngài mới thốt nên nào ngờ tự tánh vốn tự thanh tịnh, nào ngờ tự tánh vốn tự sanh bản pháp, vân vân. Chứ nào ngờ đó thì nói về cái chỗ là ngài đã trực ngộ được cái chân tâm của mình, chứ không phải là hiểu qua cái ý nghĩa của cái câu nói. Như vậy thì đối với ngài Lục Tổ Huệ Năng đó là rất điều dễ, nhưng mà đối với ngài Thần Tú thì rất khó. Mà Thần Tú là một cái người học cao hiểu rộng, ở lâu năm trong chúng, một cái người mà được cả đại chúng người ta trông chờ, người ta ngưỡng mộ, nhưng mà ngài không nhận được cái yếu chỉ trong thiền tông của thầy mình truyền trao, mà lại truyền trao cho một cái ông thợ săn, xin lỗi, một ông tiều phu như là ngài Huệ Năng. Thì như vậy đối với ngài Huệ Năng rất là dễ chứ không có, nhưng mà đối với Thần Tú thì rất khó. Như vậy thì cái chuyện mà khó hay dễ không phải là cái người đó học cao hay học thấp, không phải vậy, mà cái người đó cái tâm họ đơn giản chừng nào thì họ càng gần với đạo đó. Cái tâm đơn giản mà có đầy đủ cái niềm tin nơi cái chân tâm Phật tánh của mình thì cái người đó cái tâm bồ đề rất vững chắc, và người đó có thể tham thiền được. Như vậy thì khi mà các vị theo Hòa Thượng Duy Lực để mà học cái tháp Pháp Tháp Hoài Đạo này, thưa quý vị, là những cái vị này họ đã có cái nhân duyên nhiều đời nhiều kiếp với cái pháp môn này, cũng như là với Hòa Thượng Thượng Duy Hà Lực với chúng ta, cho nên là ngày khai thị và các vị này hiểu được ý chỉ và tham thiền một cách rất là dễ hiểu. Và như quý vị chắc là cũng đã nghe nhiều lần rồi, thì cái pháp này bắt đầu từ cái tông án mà sau này thì chuyển sang Hoại Đầu. Tông án thì không hiểu không biết, dùng cái không hiểu không biết mà tham. Pháp tham Hoại Đầu cũng vậy, dùng cái không hiểu không biết này mà tham. Một câu Hoại Đầu khởi lên mà không biết nó là cái gì, không phải là chúng ta suy nghĩ vắt óc suy nghĩ để mà đi tìm cái giải đáp, không phải vậy. Nếu mà càng suy nghĩ thì càng xa với đạo, không bao giờ có thể chứng ngộ được. Mà cái tác dụng của cái câu hỏi này là làm cho cái ý thức suy nghĩ đó nó dứt tập, bởi vì cái chỗ đó không có chỗ để mà suy nghĩ ra được, dứt bật, nhưng mà cái thắc mắc đó nó vẫn không dừng lại. Cái thắc mắc không dừng lại nhưng mà cái biết thì không thể biết được, đó gọi là nghi tình. Và cái nghi tình này nó có cái công năng là nó cắt đi cái mạng căn ý thức. Trước hết là nó làm cho cái ý thức này không thể nào mà tìm kiếm được, không thể suy nghĩ được. Sau đó thì cái ý thức nó dừng lại và cái tác dụng ý thức không còn nữa. Hay như vậy thì lâu ngày chạy tháng, mà cứ mỗi lần mà hỏi lên như vậy một câu thì là
cái nghi tình nó kết một niệm, à, hỏi nhiều lần thì nghi tình nó kết dần thành một mối. Nếu như miên mật thì nó được thành một khối, và nếu như nó là đại nghi thì sẽ là đại ngộ, còn cái tiểu nghi là tiểu ngộ. Đại nghi là sao ạ? Đại nghi là cái người đó dùng cái trí lực của mình, dùng cái ý chí dũng mãnh của mình mà hỏi, cái tâm tham cầu, cái tâm mà sắp chết với cái vấn đề tham thiền đó, nó càng mạnh chừng nào thì cái nghi nó càng lớn. Còn nếu như cái tâm mà thống thiết về sinh tử nó ít thì cái nghi nó nhỏ. Chỉ khác nhau chỗ là đại nghi và tiểu nghi là như vậy, chứ không có gì khác. Nhưng mà dù là đại nghi hay tiểu nghi gì đi thì có tham hãy có nghi là có nhân, có nhân là có quả, cho nên hãy có nghi thì sẽ có ngộ. Mà nhân lớn thì quả lớn, nhân nhỏ thì quả nhỏ, cho nên chư tổ nói rằng tiểu nghi thì tiểu ngộ và đại nghi thì đại ngộ. Như vậy thì tiểu ngộ là sao? Tiểu ngộ là như một ngày Hoàng Long này có đưa ra ba cái cửa đó: sơ quan, trùng quan, mạc hậu lâu quan. Thì cái người tiểu ngộ đó thì họ dừng lại ở cái quan thứ nhất, cái cánh cửa thứ nhất gọi là sơ quan. Nhưng mà nếu họ biết họ chưa phải rốt ráo, họ bỏ đi và họ phát tâm, họ tham nữa thì nó sẽ phá dần dần đến trùng quan và mạc hậu lâu quan. Đó là ngày Hoàng Long này lọc ra ba cái cửa quan, là chỉ cho ba cái cửa ải của cái tâm vướng mắc của mình mà thôi. Chứ thật sự ba cái quan nó không có thật, nó không có thật, để trắc nghiệm cái tâm chứng của mỗi thành giả mà thôi. Và có người hỏi tôi như vậy: thầy ơi, ba quan nó như thế nào? Thì tôi nói hồi xưa đó thì mình coi ở trong kinh sách đó là giải như ngày Lai Quả giải thích như thế này thế kia thế nọ, rồi mình giải thích lại cho các vị. Nhưng mà bây giờ tôi thưa quý vị, ba cái cánh cửa đó là dành cho ba cái trình độ tu chứng, cái cửa ngộ. Mà mình chưa ngộ mà mình giải thích thì không bao giờ trúng hết. Cho nên nếu mà ai mà hỏi tôi lại câu hỏi đó thì tôi nói rằng tôi chưa ngộ thì chưa thể nào tôi giải thích được. Ngày hôm nay chia sẻ với tất cả quý vị như vậy thì cái thứ nhất là cái hạnh phúc mà tìm cầu hạnh phúc ở nơi vật chất, quyền lực và tiền bạc vân vân, thì cái hạnh phúc đó nó cũng chỉ thoáng qua trong cuộc đời mình một chút, rồi những cái đau khổ sanh già bệnh chết nó cũng sẽ tìm đến với mình thôi. Cho nên cái hạnh phúc mà cứu kính nhất là con đường đi đến chân tâm và Phật tánh. Và cái phần thứ hai là tại sao mà cái người tham khổ sư thiền ít và những cái pháp môn khác thì đông, là bởi vì những cái pháp môn khác là giải thích theo cái đúng với cái trình độ và cái sự nắm bắt của nhiều người và cái tâm sở thích của nhiều người, cho nên đó là người ta đến đông hơn. Còn cái người mà tìm đến với cái tổ sư thiền này đó là chỉ có những người, một là con có duyên với pháp tổ sư thiền này ở nhiều đời nhiều kiếp, hai đó là họ là cái người có một cái tầm cái nhìn nó sâu hơn, nó vượt qua tất cả những cái lối mòn của giáo môn rồi, thì người ta mới nhận được cứu kính của cái pháp thiền này là cái tổ sư thiền, là từ nghi cho đến ngộ. Cho nên vì vậy muốn hiểu được cái điều đó là một chuyện khó. Vì vậy giống như là một cái người mà leo núi, càng leo lên thì lên càng cao thì cái người mà đi cái hành trình đó càng ngày càng ít lại. Mà chúng ta thấy những người mà leo núi cũng nhiều ấy, nhưng mà người mà vượt lên tới cái đỉnh gọi là Everest, đi Mã Lạp Sơn á, thì hiếm lắm, ít lắm, chứ không phải được nhiều người đâu. Cho nên vì vậy chúng ta không ngạc nhiên, không thắc mắc vì sao mà hành giả tu tổ sư thiền nó lại ít hơn người khác. Ít, nhưng mà nếu như quý vị mà tu tập thì đời sau sinh ra quý vị một nghe thì ngàn ngộ,
Bởi vì quý vị đã đi trực tiếp, đã đi vào thẳng cái chân tâm Phật tánh của mình, từ cái chỗ nghi đó là quý vị đã đi vào cái con đường trực tiếp rồi, cho nên cái được con đường của quý vị ở đời sau nó sẽ rút ngắn lại. Còn tu thiền nó dễ hay là khó là nó tùy theo cái nhân duyên và cái sự tu tập của mỗi người, cái sự thống thiết với sanh tử của mỗi người mà nó dễ hay là khó. À, như vậy thì quý vị tự hỏi lại mình coi mình tu thiền thì nó dễ hay khó. Chứ còn như Ngài Lai Quả này, Ngài nói rằng mặc áo ăn cơm nó còn có khó của mặc áo ăn cơm, chứ còn tham thiền chỉ là một việc là tham câu khỏi đầu, khởi lên nghi tình và buông bỏ tất cả những cái linh tinh không cần thiết, thì cái chuyện đó nó phải là chuyện khó, nó đâu có cái gì đâu khó. Nhưng mà với mình không chấp nhận được cái chuyện đó thì mình thấy là khó. Vì sao mình không chấp nhận được? Là bởi vì nó không theo cái thói quen của mình. Thói quen là cái tập khí của mình xưa nay hay chấp hay thủ hay vướng mắc, và bây giờ không còn chấp thủ vướng mắc nữa đối với mình, cho nên mình thấy nó là khó. Nhưng mà đối với những cái bậc mà chân tu thì đó là một cái chuyện rất dễ, không có cái pháp nào dễ hơn cái pháp của sự thiền hết. Nó xin chia sẻ với tất cả các vị hành giả của chúng ta để chúng ta có một cái niềm tin vững chắc vào pháp môn này, dù ai nói ngược nói xuôi thì chúng ta vẫn vững để mà chúng ta tu tập cho đến ngày được minh tâm kiến tánh. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.